anh chị em nhà đầu tư nha mình là Đức Phạm của Global ITB à, thì ngày hôm nay mình làm một clip giới thiệu cho anh chị em một cái cổ phiếu gọi là siêu cơ à, và có khả năng là mang lại lợi nhuận cao trong thời gian tới nha thì đó là cái cổ phiếu của của Sen Sen lên nha của sắc Hưng nha anh chị em ok thì nếu mà anh chị em nhà đầu tư giai đoạn này cần người đồng hành cần người hỗ trợ thì có thể là liên hệ với mình thì có số ở trên màn hình 0931281301 hoặc là anh chị có thể là À, nếu thích các cái nội dung của mình thì có thể để lại cho mình một like một cái uh, subscribe kênh hoặc một comment cảm ơn chị em rất nhiều ok thì uh, lướt qua một tí và chúng ta nhìn về một số cái thông tin của về sen lên thì cũng uh, không có gì đặc biệt hết nhiều uh, doanh thu lợi nhuận thì uh, 2022 đi lùi các quý trong 2023 thì nói chung là lỗ nói chung là về cái ngành bất động sản này thì nó cũng y chang như những cái cổ phiếu khác thôi nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn về cái mặt kỹ thuật và mặt cái mặt uh, gọi là đồ thị chúng ta chỉ xét không về mặt đồ thị và cung cầu á thì anh chị đây thấy cái cổ phiếu này nó một giai đoạn nó tăng từ giá 4.000 tăng lên được 25.000 rồi sau đó nó giảm từ 25.000 uh, về lại dưới còn giá 7.000 và nó đã có và có một cái đà hồi phục ở uh, lên được khoảng 9 500 thanh khoản gần đây thì vào rất nhiều nha đó thanh khoản vào đây rất nhiều trong khi đó là cái giai đoạn mà cổ phiếu nó suy giảm trước đó thì thanh khoản nó cạn dần cạn dần có thể là đây là một cái giai đoạn cạn cung ở đây là cái giai đoạn mà có thể là dòng tiền lớn nó đang quay trở lại ở khu vực đấy tại vì là nếu mà cái thanh khoản nó lớn ra nó ở trên khu vực đỉnh này, này nè thì nó là những cái rủi ro có thể là phân phối à, nhưng mà cổ nhưng mà đây là cổ phiếu nó đang ở loanh quanh khu vực đáy của nó thì khả năng mình đánh giá đây nó có thể là một cái giai đoạn là, là ở trong tiền người ta đã người ta quay trở lại mà có có thể là xong cái giai đoạn ngông hàng thì người ta quay trở lại những cái cây này thì thường là những cái tín hiệu phát ví dụ như là một cái cây mà nến mà thanh khoản mà vượt trung bình thì tầm cấp đôi cấp ba thì nó là một cái tín hiệu gọi là tốt nhưng mà cái này là những cái gì mà thường quá rõ ràng thì những cái này thường có thể là bỏ qua bỏ qua nhiều khi nó cũng hơi ảo thì có thể là những cái như mà nếu chúng ta xếp một vùng thì là một cái vùng thanh khoản tương đối cao nó đang kẹt lại ngay ngay chỗ này Ok, thì à, xét về các cái vùng à, Đây là xét về cái vùng biến độ nha Biến động nha, thì là sen nó đã gọi là giảm, có một cái mức giảm là tầm 75% Đó, Thì với cái ý tưởng đầu tư là mua theo cái chiến lược mà à, mua hỗ trợ Thì mình đánh giá là những cổ phiếu mà đã giảm trên 50% Thì à, tương đối là hấp dẫn, thì sen nó cũng tương tự là nó đã giảm 75% à, Cái vùng mua này á thì mình đánh giá là chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể là chúng ta tham gia được ở đây là trên đây là khung đồ thị tuần thì anh chị em thấy là cái hỗ trợ tuần phía dưới của nó là giá 8.45 đó thì cái vùng mình đánh giá hoàn toàn đánh giá là cái vùng 8.45 là cái vùng mà chúng ta tham gia được à, rủi ro xấu nhất là nếu mà cái cổ phiếu này nó mất giá 8 thì chúng ta sẽ thoát ra giá 8 tương ứng là với cái đáy này cái đáy thấp nhất tức là cổ phiếu này á, giờ là nó đang trong một cái trạng thái là đáy sâu cao hơn đáy trước đáy sâu hơn đáy trước thì nếu mà cái cổ phiếu này nó phá xuống dưới giá 8 tức là mất đi cái tạo ra có khả năng tạo ra cái đáy sâu thấp hơn đáy trước thì lúc đó chúng ta thoát còn nếu mà cổ phiếu nó vẫn giữ được ở trên cái vùng là từ 8.2 đến vùng giá khoảng 8.5 này thì mình đánh giá là những cái vùng mà à, chúng ta có thể là chúng ta mua được quản trị rủi ro thì bây giờ cái cách quản trị rủi ro như thế nào thì mình nghĩ là à, chúng, anh chị có thể là quan tâm cổ phiếu này thứ nhất là chúng ta sẽ quan tâm thứ nhất là À, nếu mà cái điểm mua đầu tiên thì mình nghĩ là điểm mua à, chúng ta có thể là chia vốn nó thành hai phần hoặc là ba phần thì cái điểm mua đầu tiên có thể là những cái vùng gần hỗ trợ này anh chị em có thể là mua một phần Đó, và cổ phiếu khi nó vượt cản như trường hợp này là nó vượt cản thì chúng ta có thể gia tăng thì trọng lần hai còn đối với những anh chị em mua sâu thì chúng ta có thể là à, bây giờ thì anh chúng ta không có cái nhịp vào đầu tiên thì bây giờ chúng ta sẽ chờ một cái nhịp mà có có thể là cổ phiếu nó sẽ bị rũ bỏ hay là thị trường chung nó đang căng cứng thì nó có những nhịp nó rũ bỏ lại ngưỡng nó nó rũ bỏ lại đó thì thì sau đó chúng ta sẽ quan sát cái vùng hỗ trợ để chúng ta mua ở quanh vùng hỗ trợ này và chờ những nhịp nó nó quay trở lại kiểu như vậy nha đó thì à, ừ, quan trọng là cái ý tưởng mà sau đó là cái phương pháp giải ngân đó, thì nếu mà chúng ta à, có cái ý tưởng rồi bây giờ chúng ta tìm những cái vùng hỗ trợ tốt để anh chị em chúng ta có thể giải ngân vào đó, nếu chúng ta sợ chúng ta có thể giải ngân 30 phần trăm 50 phần trăm còn nếu mà chúng ta tự tin thì chúng ta sẽ ngân một trăm phần trăm đó thì mình đánh giá là à, sen thì với cái trạng thái này thì cũng tương đối là đẹp mây phía trước thì cũng tương đối là mỏng ok thì à, chúng ta hoàn toàn có thể là à, giao dịch được cái cổ phiếu này đó và cái à, thanh khoản của nó thì nó cũng đã có sự cái sự cải thiện khác với cái giai đoạn trước là giai đoạn trước thì cái thanh khoản nó rất là thấp nhưng mà thanh khoản giai đoạn này thì nó có sự cải thiện và à, cổ phù hợp để cho anh chị em chúng ta có thể là đầu cơ với cái cổ phiếu này à, dấp của cổ phiếu này là cổ phiếu đầu cơ nhưng mà nói trước nha cho nên là cái việc mà chúng ta mua thì chúng ta phải đặt những cái vùng cắt lỗ rất là rõ ràng và tuân thủ nguyên tắc sai là chúng ta đi ra đúng thì chúng ta vào à, chúng ta mua cổ phiếu lần một đúng thì gia tăng lần hai lần hai đúng gia tăng lần ba à, và cái lợi nhuận tiềm năng của cái điều này thì à, nó có thể mang lại cho chúng ta lợi nhuận à, về đâu đó vùng quanh định cũ này đi thì đâu đó cũng phải là À, 70 80 phần trăm nếu mà cổ phiếu không mất hỗ trợ nha anh chị em à, nếu mà không có cái hỗ các cái vùng hỗ trợ dưới này á, thì cái lợi nhuận tương đối cao còn nếu mà chúng ta bắt buộc phải cắt lỗ thì từ đây coi như là mất cái hỗ trợ này đi nếu mà anh chị em mua ngay đây chúng ta nhóm bảy đúng không à, mất cái hỗ trợ này tương đương chúng ta mất 5 phần trăm tức là 5 để độ 85 thì mình đánh giá là tương đối hấp dẫn anh chị em cũng có thể là đưa cái điều này vào trong nốt list để mà chúng ta có thể là theo dõi trong thời gian tới nha Ok thì đó là góc nhìn của mình nếu anh chị em mà giao dịch cổ phiếu CRN có lợi nhuận thì nhớ để lại cho mình một cái like một cái subscribe kênh này hoặc là cũng có thể là donate cho mình một ly cà phê nha anh chị em yêu quý thì có thể là mở cho mình một cái tài khoản, tài khoản để chứng khoán SSI để về đồng hành cùng với nhau trong một thời gian tới à, mình đánh giá thì cũng có nhiều cổ phiếu trên thị trường thì nó đang trong cái trạng thái đi lên rồi cơ hội chúng ta sẽ còn quan trọng là cho à, cái phương pháp chúng ta tiếp cận nó như thế nào và cái góc nhìn của chúng ta ra sao à, với cái cổ phiếu cái thứ ba nữa là À, quản trị vốn cắt lỗ như thế nào để cho nó hiệu quả thì nếu anh chị cần người đồng hành cần người hỗ trợ thì nhớ liên hệ với mình ở theo số 0931282301 nha cảm ơn anh chị em rất nhiều chúc mọi người giao dịch uh, thành công với CRD nha